Em xin được kính chào các bác nhé, xin được chào cả nhà đang xem live của em. Hôm nay thì bên em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái phiên bán hàng rất là nhiều mã lan rừng đẹp các bác nhé. Rất là mong các bác quan tâm và theo dõi ủng hộ cho em gái thì mình sưu tầm mã hàng lan nào các bác nhà mình có thể gọi điện theo số điện thoại bên em mà 0385050491 giúp em để mua hàng các bác nhé. Đây thì cũng là khá là nhiều đơn những đơn hàng em đã đóng để gửi cho khách. Đó, lát nữa shipper người ta cũng sẽ qua để lấy. Ở đây em có nhiều mã lan rừng đẹp lắm. Và em sẽ đi vào chi tiết từng đơn trong phiên ngày hôm nay. Em sẽ sale xả cho mình giá cực kỳ là rẻ các bác nhé. Đầu like thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu cookie lai cửu các bác ạ. Cookie lai cửu Bảo Tiên này. Khuôn bông thì nó vừa mới tàn hoa xong. Tháng 3 cũng đặt hoa và tháng 9 cũng đặt hoa nữa các bác nhé. Đây này, lại đang cho nụ thiếp này. Tháng 9 sẽ cho đặt hoa nữa các bác ạ. Đây là cookie lai cửu nhé. Hai cây rất là đẹp, hai cây khá là to và đẹp như này ạ. Chỗ này của em có mã số là mã 9. Mã 9 cookie lai cửu chỗ này em lấy các bác nhà mình hai cây này với giá chỉ có 350. 500 nghìn hôm nay em sale các bác nhà mình chỉ có giá khoảng 350 nghìn thôi. Giá gọi là giảm kịch sàn luôn. Đấy, bác nào lấy được cái chỗ này thì mã số 9 nhá, cookie lai cửu. Đấy, tranh thủ các bác nhá. Vừa đẹp vừa rẻ luôn ạ. Hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một cái chậu chồn đỏ như vậy này. Chậu này rất là đẹp. Chồn đỏ đây là hàng của Thái các bác nhá. Hoa đẹp và thơm. Đây em sẽ lên cho các bác nhà mình xem cái khuôn bông. Đây là cái chậu chồn đỏ các bác ạ. Hoa nó sẽ có màu đỏ như này các bác ạ. Hoa rất là đậm đẹp và thơm nhé. Dòng này nó để con theo búi, theo bụi. Để con rất là nhiều. Vì cái giò này của em trồng từ hai dề khác nhau nhé. Phía bên này là một dề này. Phía bên này là một dề khác này. Dề bên này được 3 cây các bác ạ. Đây này. Đây là cây mẹ con nhé, đang bắt đầu đi nụ hoa các bác ạ, đang bắt đầu đi nụ hoa. Dề của bên này cũng được 3 cây các bác này, cả mẹ cả con này, 1 này, 2, 3. Đấy, đang đi nụ này. Tổng dề này đang được 6 cây các bác nhé. Tổng cái chậu này là có 2 dề và được 6 cây chồn đỏ. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình là 450 nhé. Em còn có 2 chậu chồn đỏ thôi, bác nào lấy thì tranh thủ nhé. 450 chậu chồn đỏ này thôi ạ. Đó. Rồi mã tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một mã cử Bảo Tiên. Cử Bảo Tiên cả nhà nhá. Đây ạ, các bác có thể ngắm giúp em này, thân lá rất là đẹp và cái này thì các bác ngắm giúp em bộ rễ nhá. Hàng này là hàng đã nuôi thuần rồi nên là cây cực kỳ là khỏe. Cử Bảo Tiên mã số 5. Mã số 5 chậu này hai cây Cử Bảo Tiên nhá. Em bán cái cây Cử Bảo Tiên mà hàng đã nuôi thuần to như này là bán với giá là bằng 250 một cây đấy ạ. Hai cây là 500. Ở đây em cũng sẽ thanh lý nốt cho các bác nhà mình hai cây này với giá 390 để bác lấy được thì tranh thủ nhanh tay các bác nhé. Gần hết rồi ạ. Cử Bảo Tiên chậu này hai cây rất là đẹp, nuôi thuần tại vườn. Giá hai cây này dàn thác đổ rất là đẹp nhé, chỉ với giá bằng 400k thôi, mã số 5. Được rồi, em chuyển qua cho các bác nhà mình cái mã tiếp theo nhé. Mã tiếp theo lên cho các bác nhà mình đó là một cái mã quý tháng 8 cả nhà, quý trăng tháng 8. Đơn này của em được trồng trên một cái thớt nghiến các bác ạ. Đơn này là được ghép đuôi thuần rồi, 3 cây cả nhà, 3 cây quý trăng tháng 8 nhé. 3 cây này bác lấy được thì em thanh lý nốt cho các bác nhà mình bán 550 đấy. Bây giờ em lấy các bác nhà mình 3 cây quý này với giá bằng 380.000. 380.000 cả nhà ơi. Đó, 380.000 quế các bác nhá. Tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một chậu châu rừng. Châu rừng Buôn Đôn cả nhà. Cây nó rất là đẹp và rất là khỏe luôn. Em sẽ chia sẻ các bác nhà mình chậu đấy 3 cây đã được nuôi thuần này. Mặt lá nó hơi bị bụi bặm một tí đây các bác ạ, chứ cây nó rất là khỏe nhá, mà hàng nuôi thuần tại vườn rồi. Nó không có bị lỗi lầm gì đâu các bác ạ. Ba cây châu rừng Buôn Đôn mã số 17. Mã số 17 em chia sẻ là 450 các bác nhé. 450 cho cả ba cây này luôn. Tiếp theo đây thì em có một cái chậu nhạn tháng 4. Ở đây, nhạn tháng 4 đây cả nhà này. Chậu này của em thì hiện tại đây ạ. Được 5 cây nhạn tháng 4 các bác nhé. Em sẽ sale xài cho các bác nhà mình. Đây là cũng là dòng nhạn tháng 4 Buôn Đôn đấy ạ. Em chia sẻ các bác nhà mình chậu này với giá bằng 230.000 nhé. Em bán thanh lý nốt 230.000. Rồi ở đây sẽ còn vài mã nữa em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình tiếp theo nhé. Đây thì em có cái chậu hoàng nhạn 4N. Đây ạ, cây thì nó rất là đẹp như hình này. Cây này nó là dòng lá mít xếp các bác ạ. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá các bác ạ. 9 cặp lá. Hoàng nhạn 4N cặp lá mít xếp các bác nhé. Mít xếp cặp này thì em sẽ chia sẻ. Cây này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình. Em bán tặng nốt. Cây này bác lấy được em lấy cho nhà mình 260.000. 260.000 các bác ơi. Thanh lý nốt nhé, 260. Ở đây em có hai cây nhạn 4N dòng Mitsu. Để bác nào mình chơi Mitsu các bác có thể lấy cây này. Cặp lá rất là to, ngắn, tròn các bác ạ. Đây này. Và đây đều là những cây Mitsu tác phẩm đấy. Các bác mà chơi Mitsu, các bác lấy những cây này về mà chơi nhé. Những cây này là cây đẹp xuất sắc luôn. 2, 4, 6, 8. Cây này 8 cặp lá cả nhà. Bản lá to, tròn các bác nhé. Cây này các bác nuôi lâu dài, những cây này đều đi tác phẩm đẹp hết cả nhà.
Cây này, cây Mitsu, cây nhạn này thì em đang chia sẻ các bác nhà mình về giá bằng 550. Nay em lấy các bác nhà mình 480 một cây nhé, 480 một cây. Cây bên này tiếp theo đây ạ. Bác nào lấy được cả cặp hai cây này rất là đẹp này. Cây này hiện tại đang được là 2 4 6 8, cây này đang lên cặp lá thứ 9 nhá. Cây đang lên cặp lá thứ 9. Cây này em cũng lấy cho các bác nhà mình về giá bằng 500, 500k này. 500k cây này các bác, bản lá Mitsu nhá, những cái này là lá được 5 sen hết rồi các bác ạ. Lá được 5 sen hoặc là dư 5 sen hoặc là 5 sen, 5 tầm 5 sen hoặc là 5 sen 2 đấy. Cây này bản lá Mitsu này, cây này em chia sẻ các bác nhà mình 500. Rồi ạ. Ở bên em hôm nay mất điện nên là quay nó tối quá. Em sẽ lên cho các bác nhà mình một giò tiếp theo là một giò tác phẩm. Cáo đỏ của Bắc Cạn cả nhà ơi. Cái giò này thì phải nói là quá to luôn. Em có một giò này to nhất vườn luôn này. To và rất là đẹp. Đấy, cáo lá xếp các bác nhé. Bản lá siêu to, lá bây giờ thì đã như này rồi. Mà tương lai những cái chậu này khoảng tầm 1 năm nữa, cặp lá lên thêm vài cặp lá nữa này. Đều đi những cái chậu mà từng cây luôn, cây nào VIP các bác ạ. Chỗ này của em 10 cây cáo to các bác nhé. 10 cây cáo đỏ Bắc Cạn, cây nào cũng to. Cây nào cũng to, cây nào cũng đẹp các bác ngắm đi này. Các bác ngắm đi này. Hàng nuôi thuần tại vườn nhé. Nói chung là cái chậu cáo này quá đẹp luôn. Cáo Bắc Cạn, chậu cáo VIP này, chậu cáo to nhất này. Bác lấy được chậu này em lấy cho mình 1 triệu 2 nốt nhá. Hôm qua có một chậu em bán 1 triệu 3 rồi. Còn chậu này rất là to đẹp, em lấy các bác mình 1 triệu 2 thôi. Bác lấy được chậu này chốt giúp em cáo VIP cả nhà nhá. Ở đây em có còn hai cây củ lao đỏ các bác ạ. Củ lao đỏ cả nhà nhá. Đây cây này có một cây mẹ để con này. Củ lao đỏ dòng này hoa rất là đẹp. Dòng này nó là dòng lá mít cả bác ạ. Củ lao đỏ này em bán là 280 đến 300 nghìn cho một cây đấy ạ. Em còn có hai cây này em thanh lý nốt cho các bác nhà mình nhá. Bác nào hôm nay sale được củ lao đỏ các bác được giá rất là hời luôn. Đây hai cây củ lao đỏ này em lấy các bác nhà mình 300k nốt nhá. Em bán 280 một cây đấy. Hôm nay em xả nốt cho cả nhà mình là bằng 300k cho cả hai cây, tính ra có 150 một cây thôi ạ. 150 một cây củ lao đỏ này thôi ạ. Đấy, đây này bác lấy được cái chốt giúp em nhá. Cho củ lao đỏ 150 nghìn cho một cây các bác nhá. Đó, bác lấy được cái chốt giúp em. Để cháu đẩy cho. Thôi làm đi cũng quên. Xong rồi, tắt rồi. Em có cái giò cookie này đẹp lắm cả nhà. Cookie xưa đấy, em nay đang không có ai cầm hộ được nên là em tự nhấc lên. Cookie xưa các bác nhá. Giò này toàn cây to các bác ạ, đây là ghép trên lũa nhá các bác nhá. Lá rất là to các bác ạ, đây là cookie xưa. Giò này của em là được 2 cây này. 4 cây này, 6 cây các bác ạ. 6 cây các bác nhé, 6 cây cô kỳ xưa được ghép trên một cái dáng lũa rất là đẹp như này. To lắm cả nhà, to lắm. Giò này 6 cây em lấy các bác nhà mình 1 triệu 2 nốt nhé, cô kỳ xưa 1 triệu 2 cho giò này. 1 triệu 200 các bác ạ, đây là hàng đã được ghép trên lũa các bác nhé. Ghép trên lũa rồi. Các bác lấy được cái giò này chốt cho em là cô kỳ xưa, một cái giò tác phẩm to như này. 6 cây được ghép trên một cái dáng lũa rất là đẹp, 1 triệu 200 thôi cả nhà. Đó, bác nào lấy được thì chốt giúp em nhé. 6 cây cookie xưa 1 triệu 200k. Rồi em xin phép quả cái giò này lên nhé. Đây em có cái giò tam bảo sắc này các bác này. Giò này thì phải nói là ngọn của nó còn to hơn cả ngọn quế nhá. Tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. Những cái giò này nó phải tầm vào đến hàng trăm cái nụ hoa. Ngọn nó siêu to các bác ạ. Cả một giò to như này các bác nhá. Rồi to lắm. Nếu bác nào mà mình muốn sưu tầm những giò to này, em sẽ quay trực tiếp vào trong Zalo cho cả nhà mình cùng xem giò này nhé. To lắm cả nhà ơi. Đấy. Tam bảo sắc Điện Biên, một giò siêu VIP tác phẩm nhé. Giò này thì với giá bằng 2 triệu 5. To lắm các bác ạ. Giò này phải hai người khênh mới hết được. Cái giò này, tác phẩm này thì các bác của mình ngắm hoa thì siêu VIP rồi. Bản lá nó to lắm các bác nhé. Đây này, các bác ngắm lá đi này. Lá nó to như kiểu cái giò quế các bác ạ. To còn, lá còn to hơn cả quế tháng 8 luôn. Đấy các bác, nhà mình có thể sưu tầm giúp em giò này. Giò này to lắm mà em chưa hạ xuống được. Một mình em nay like không hạ được. Bác nào mà mình muốn sưu tầm cụ thể thì lấy để làm chấn vườn hoặc là lấy làm tác phẩm, các bác lấy dầu này nhé. Ngọn nó đều là dòng thân nụ lá nhuộm, thân to và rất nhiều nụ hoa. Em có thể là quay Zalo trực tiếp cho cả nhà mình để các bác cùng ngắm dầu này nhé. Còn rất là nhiều dòng hoa đẹp nhưng mà em hôm nay xin phép làm một đoạn video ngắn thôi, em chưa quay được, em chưa nhấc xuống được. Ở tiếp theo đây em sẽ lên cho cả nhà mình một hai giò nữa nhé. Đây ở đây em có cái giò này, giò đai châu gấm cho cao con một tí nhé. Đây trồng gấm các bác ạ, giò này thì đây các bác có thể ngắm giúp em này, toàn cây lá xếp đẹp các bác ạ, ghép trên lũa nhá, ghép trên dáng lũa. Đó, đây trồng gấm, giò này 3 cây, giò này em bán là bằng 680, em sale nốt cho các bác nhà mình còn 600 nghìn nhá, 600k cho giò này, đẹp lắm cả nhà ơi. Đây trồng gấm, dòng này hoa cực kỳ là đẹp các bác nhá, ghép trên lũa. Và một cái tác phẩm này là được ghép trên một cái dáng lũa như vậy này,
Ghép lũa thì cây nó rất là bền, mình chơi được cực kỳ là lâu các bác nhé. Ba cây lá xếp to đẹp, đai châu hoàng gấm 600k các bác nhé. Em có những cái chậu kiếm mặt hoa rất là đẹp, xanh huế vị hoa, mai em sẽ tách cho cả nhà nhé. Châu hồng gấm hoa nó đẹp lắm cả nhà, nó có nhiều màu hoa lắm. Đây các bác ngắm giúp em, đây là đai châu hồng gấm đấy. Giá rất là rẻ, có 600.000 cái lũa vừa rồi em qua đấy, bác nào lấy được cái chốt giúp em nhé. Bên em nay mất điện nên là không quay được nhiều mã các bác ạ. Em chỉ quay được một lát thôi. Em sẽ xin nghỉ video, dừng video ở đây. Các bác nhà mình mua hàng gì các bác của mình có thể gọi điện trực tiếp lên số điện thoại em có để trên màn hình giúp em nhé. Những tác phẩm nhận 4N Mitsu này, em còn một vài cây nữa là dòng Mitsu, còn đâu là hàng thường. Rồi em xin mời các bác nhà mình nhé, các bác nhà mình mua hàng gì mình cố gắng ghé qua like và ủng hộ cho em gái nhé. Em xin cảm ơn các bác, chúc các bác một buổi xem live vui vẻ ý nghĩa nhé.